Để tiếp theo, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời phần lễ viếng của đoàn công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Thái Nguyên, nơi bác Tâm là con của cụ đang công tác, nơi đoàn về thắp nhang dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang chủ, nhận được tin ngày hôm nay cụ do tuổi cao sức yếu bệnh chồng cụ đã từ trần, trở về trước linh sàng lễ viếng của đoàn công ty cổ phần khoáng sản và thương mại Thái Nguyên, xin được thắp nến tâm nhang tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình tang quyến để vĩnh biệt cụ. Đoàn xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin phép chuyển lời cảm ơn của gia đình trở về thắp nhang làm lễ viếng xong bày đoàn đôi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Nhận được tin ngày hôm nay cụ đã 250 xa rời trần thế, gia đình cháu quý thoa nơi ở đồng hỷ về trước linh sàng nén tâm nhang lễ mỏng lòng thành tiến đưa cụ ra đi về nơi an nghỉ. Linh thiêng cổ phục hộ độ trì cho các cháu được bình an, mong cả cổ được chốt vỏ bụi trần. Gia đình các cháu đây ở ngõ 289 là tình cảm hàng xóm với cổ nay trở về trước linh sàng nén tâm nhang để tiến đưa cụ ra đi về nơi an nghỉ. Cụ và cụ độ trì cho các cháu được bình an. Hôm nay chúng tôi là các anh chị em trong hội hưu trí văn phòng công ty kim loại màu Thái Nguyên đến đây trước anh linh của cụ xin thắp nén hương cầu chúc cho linh hồn cụ sớm được siêu thoát. Chúc cụ yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Đồng thời, chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn, mất mát to lớn, không gì bù đắp nổi. Cùng với gia đình, anh chị, Xuân Tâm, cùng toàn thể gia quyến của cụ. Đề nghị các anh chị em dành phút để tiễn biệt cụ về cõi vĩnh hằng. Một phút mặc niệm đã trôi qua, xin phép chuyển lời cảm ơn của gia đình thắp nhang làm lễ viếng xong bày đoàn đưa chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ. Gia đình xin cảm ơn. Kính thưa hương hồn cổ viễn văn inh,
Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, được tin từ phía Bắc Kinh, qua một thời gian bệnh nặng, mặc dù được sự tận tình chăm sóc cứu chữa của gia đình và bác sĩ, nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần. Chúng tôi là hội hưu ngành tổ chức lao động của công ty Kim Loại Màu Thái Nguyên, nơi mà con gái của cụ là cô Nguyễn Thị Minh Tâm sinh hoạt. Chúng tôi đến đây con nén hương để tiễn biệt cụ về cõi vĩnh hằng, đồng thời cũng xin được chia sẻ nỗi buồn và sự mất mát rất là đau thương đối với gia đình. Để tiễn biệt cụ, chúng tôi xin được một phút mặc niệm bắt đầu. Niệm đã trôi qua, đoàn nhạc Hiếu xin phép được thay lời cho gia đình cũng như ban tổ chức lễ tang xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lễ viếng phòng hoa tang của đoàn phòng hội hưu trí phòng tổ chức lao động công ty Kim Loại Màu Thái Nguyên, nơi con gái cả của cụ đang sinh hoạt. Đoàn về thắp nén tâm nhang vĩnh biệt cụ, làm lễ viếng xong mời đoàn đưa chân ra bàn uống nước để chia buồn cùng tang lễ. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang chủ, nhận được tin ngày hôm nay cụ đã 250 qua đời, về chức linh sàng lễ viếng của đoàn các cháu tập thể lớp 24B trường lao động Tiền Lương là bạn với con gái tâm của cụ trở về đây thắp nén tâm nhang tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ, phục vụ độ trì cho các cháu luôn được bình an. Vâng, trở lời cảm ơn của gia đình làm lễ viếng xong mời đoàn đưa chân ra bàn uống nước để nến tâm nhang để bằng lòng thành gia đình các cháu đi về trước linh sàng là em chú của anh chị Xuân Tâm. Cổ chúc cho cổ mãi ra đi về nơi an nghỉ của cổ độ trì cho các cháu luôn được mạnh khỏe bình an. Chắp tay cúi đầu xin vĩnh biệt cổ. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa hồn cụ Nguyễn Văn Inh, thưa gia đình tang chủ, nhận được tin cụ Nguyễn Văn Inh từ trần là phụ thân của đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập. Do tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần hồi 14h15 phút ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm nhâm, thọ 84 tuổi. Đứng trước linh cữu cụ, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội phường Tân Lập, do đồng chí Trịnh Thị Loan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, làm trưởng đoàn, đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén nhang thơm, kính viếng hương hồn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Để tưởng nhớ đoạn cụ, đoàn xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, một phút mặc niệm đã trôi qua, đoàn nhạc Hiếu xin phép được thay lời cho gia đình cũng như ban tổ chức lễ tang xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lễ viếng vòng hoa tang của đoàn. Trở về thắp nhang dâng lễ kính viếng hương hồn cụ, xong mời đoàn đưa chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ gia đình xin chân thành cảm ơn. Cụ ơi, nhận được tin ngày hôm nay cây cao bóng cả, cổ đã chút bỏ bụi trần. Gia đình các cháu đây là bạn của gia đình con gái con rể tâm xuân của cổ. Nến tâm nhang lễ bỏng lòng thành tiến đưa cổ về nơi an nghỉ, phục vụ độ trì cho các cháu được bình an. Vâng, truyền lời cảm ơn của gia đình làm lễ viếng xong mời quý vị ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Để thắp nhang dâng lễ xin trân trọng kính mời.
Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Văn Ính, kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa gia đình tang chủ, anh em chúng cháu là học viên của lớp kế toán doanh nghiệp K7A, là bạn với con gái cụ. Nghe tin cụ 250 về với tơi tổ, anh em chúng cháu đến đây có nén hương thơm để tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ, kính chúc cụ về nơi hưởng lạc được thanh tịnh. Trước khi tiễn biệt cụ, anh em chúng cháu xin một phút bạc niệm, phút bạc niệm bắt đầu. Vâng, phút mặc niệm đã trôi qua, thắp nhang dâng lễ kính viếng hương hồn cụ xong, trân trọng kính mời đoàn đi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Cụ ơi, nhận được tin ngày hôm nay, tuổi cao sức yếu, cụ bệnh trọng đã từ trần, trở về trước linh sàng đại diện cho lễ viếng vòng hoa tang của đoàn công ty Hoàng Nam là cơ quan của con trai cụ, nén tâm nhang để bỏng lòng thành tiến đưa cụ về nơi an nghỉ, phục hộ độ trì cho các cháu luôn được bình an. Vâng, thắp nhang. Cầu chúc cho cụ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, phục hộ độ trì cho cháu được bình an. Bạn với gia đình con gái con rể Tâm Xuân trở về trước linh sàng của cụ để thắp nến tâm nhang để tiến đưa cụ ra đi về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng, linh thiêng của phục hộ độ trì cho gia đình các cháu luôn được mạnh khỏe bình an. Cháu đây là bạn với gia đình anh chị Xuân Tâm là con gái con rể cả của cụ, cô nén tâm nhang lễ mỏng lòng thành tiến được cụ về nơi an nghỉ và cụ độ trì cho gia đình chúng con được bình an. Ông ơi, sau tối thì cháu ngoại sang về với ông ấy. Ông ơi, cháu về ông ấy. Anh ơi, nhận được tin ngày hôm nay cây cao bóng cả cổ xa xóm xa làng. Nhận được tin đau xót này hôm nay gia đình các ông các bà các cháu tình cảm hàng xóm về trước hương linh của cổ để thắp cho cổ nến tâm nhang. Cầu chúc cho cổ ra đi về nơi an nghỉ và cổ độ trì cho các gia đình tình cảm hàng xóm luôn luôn được bình an. Vâng, thắp nhang làm lễ viếng xong mời các ông ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ gia đình xin cảm ơn. Cụ ơi, lúc này đây đang hiện diện trước linh sàng của cụ, lễ mỏng lòng thành của các cháu là bạn với vợ chồng, con gái con rể Tâm Xuân của cụ ở công ty kim loại Bầu Thái Nguyên. Nén tâm nhang tiến đưa cụ ra đi về nơi an nghỉ của phục cụ độ trì cho gia đình các cháu luôn luôn được mạnh khỏe bình an. Thắp nến tâm nhang chắp tay cúi đầu xin vĩnh biệt cụ. Viếng xong mời các bác đôi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Lúc này đây trở về trước hương linh của cổ lễ mỏng lòng thành của gia đình các cháu là bạn với hai con Yến Thìn của cổ, nén tâm nhang dâng lên trước linh sàng để cầu chúc cho cổ mãi ra đi về nơi an nghỉ, linh thiêng của phục cổ độ trì cho các cháu luôn được mạnh khỏe bình an.